Tôi nhớ một câu Phật hiệu này giải quyết rất nhiều vấn đề rắc rối trong cuộc đời chúng ta. À, có những việc mà tiền bạc, danh tiếng không giải quyết được. Nhưng cuối cùng niệm Phật giải quyết được. Như nãy như Đức gặp một cái cô, cô kể như Đức nghe cô mang bệnh, ung thư gì phải không cô? Mà bác sĩ chạy hoàn toàn Giống như Không còn đường binh nữa. Vậy, vậy mà cuối cùng chỉ có một câu Phật hiệu thôi Câu cuối cùng cô sống lại Khỏe lại Bác sĩ khám bệnh Bất ngờ Bệnh của cô có thể gọi là chết Nhưng mà đến lúc mà không còn vấn biếu được Không uống thuốc gì giải quyết được không bác sĩ nào giải quyết được thì cuối cùng bác sĩ ai với đạo phật giải quyết nên rõ ràng cái câu mà ngài Hoàng nhất đại sư ngài nói hay một câu ai di đà là viên thuốc thần diệu nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm mà nghĩa là dùng câu vật hiệu này từ khi khỏe cho đến khi bệnh và cho đến khi chết không bị tác dụng phụ nếu chăng thật tin vì biết vì sao chúng ta niệm phật mà thiếu sự cảm ứng không vì lúc bình thường chúng ta đang có nhiều phương hướng quá Không toàn tâm toàn ý vào tinh Phật Nên chúng ta niệm Phật không có cảm ứng Cảm ứng không nhiều không? Tại mình còn cơ hội Còn cơ hội Nhưng đến khi ung thư hay là bệnh đau hay một việc gì đã đi vào bế tắc Không còn vốn biếu được chỗ nào hết Thì câu Phật hiệu là điểm đặc biệt đến nương tựa và giải quyết được vấn đề Lúc đó có cảm ứng Nên người đã trải nghiệm qua những sự việc đó rồi thì quý vị sẽ thấy có vật hiệu thù thắng lắm có vật hiệu là số một trong cuộc đời chúng ta và lúc chúng ta có rất nhiều tình bạn và rất nhiều người thương yêu thì đối với ai với đà phật chúng ta cũng thương phải với đà nhưng thương ít vì bên cạnh mình còn quá nhiều người để mình nương tựa và thương yêu mình nhưng đến khi mọi người bỏ rơi mình thì mình thấy vô cùng trống vắng và chúng ta không biết nương tựa vào ai và ai sẽ là người mà chúng ta cảm thấy nương tựa bình yên nhất thì cuối cùng ai với đà phật Chúng ta lại đến với Ai Di Đào Phật Bằng tấm lòng chân thật Thì lại có cảm ứng Đây là 100% luôn à. à. Nên mình niệm Phật mình tu tập Có những lúc những cái nghiệp đến với mình Mà đó lại là cái để độ gia đình mình Giống như có một cái cô Cô tự nhiên Cô bình thường Thì tự nhiên cô ẹo bên <laughs> Đi ẹo ẹo bên ngộ ghê <laughs> Cuối cùng cô lễ Phật gia đình cô chồng cô này kia rồi không thể nào chấp nhận được điều đó. Sao lễ phật vậy, lễ phật gì? Vì mà cuối cùng cô lễ phật cô hết trơn ẻo qua một bên, ẹo lại chạy sống đó quý vị. Tự nhiên nó hết, từ đó về sau chồng cô mới chấp nhận cho cô lễ phật, thấy không? Nó cái đó lại là cái độ người thân gia đình mình nghe quý vị. Còn có người hỏi nhận đức. Lúc thầy mà gặp sự cố thầy tuyệt vọng nhất. Làm sao thì đứng lên Những Đức nói rằng Thì niệm Phật là chắc chắn rồi Nhưng mà phải suy nghĩ cái chỗ Mình còn sống thì phải đứng lên thôi Vì chúng ta còn đang sống Dù như thế nào cũng phải sống Và đã là sống thì phải sống cho tôi Nên đứng lên Vậy thôi mà, mà cũng nhờ cái nguồn gốc từ niệm Phật mà ra Nhưng phát sinh ra Là như vậy Mình đang được sống Thì phải sống cho tôi dù có dấp bao nhiêu lần Cũng phải tiếp tục mà sống Vì phải sống cho tôi Chừng nào thỏa mãn đến lúc Thì chúng ta phải ra đi Vậy thôi Nguyên lý như vậy thì quý vị sẽ lúc nào cũng đặc biệt trong cuộc sống này Mà cũng nguồn gốc từ câu vật hiệu nghe quý vị Bỏ câu vật hiệu thì sống không nổi Quý vị nhớ câu vật hiệu có một cái nguồn năng lượng gì đặc biệt lắm Khi niệm Phật lễ vật có một cái nguồn năng lượng gì không tưởng tượng được và cho quý vị một sức sống mà sức sống này quý vị Có một cái môn tập luyện gì cũng không bằng hết chứ Lạ như vậy Chỉ có niệm Phật lễ Phật thôi mà không có một cái Phương pháp tập luyện nào tích tụ năng lượng bằng phương pháp này hết Quý vị biết rằng trong kinh Đức Phật nói rằng là Bạn thường nghĩ thiện pháp mà thiện pháp thù thắng nhất Là nghĩ ai với Đà Phật Cái ai với Đà Phật là nguồn gốc để bạn nghĩ thiện pháp ở thế gian Pháp nếu như bạn không lấy cái nguồn gốc niệm Phật giải thoát thì cái nghĩ thiện pháp của bạn là có vấn đề chắc chắn luôn á có rất nhiều người nghĩ thiện pháp nhưng lại có vấn đề trong cái thiện pháp nó có danh lợi ở trên bên trong còn nếu như bạn lấy cái nguồn gốc niệm Phật cầu sanh cực lạc để suy nghĩ thiện pháp thì thiện pháp của bạn là chắc chắn là giải thoát nếu bạn không lấy giải thoát để làm chính trong cuộc đời bạn thì dù bạn có hướng thiện cũng là có cái bám biếu và dính mắc thì nó không phải thật sự thiện pháp Đây là 100% luôn Nên bây giờ những đức ra ngoài những đức mới thấy được rằng Sự hộ trì của một con người Dành cho một con người để hoàn thiện Phật Pháp Đúng rõ ràng Bà Hàng Quan Trưởng không đơn giản Thật sự Bản thân những đức đã được trải nghiệm qua hết Trong tất cả những công việc và chương trình Và Pháp hội đã được Gây dựng và tổ chức qua hết luôn Đến khi Phật A Di Đà đưa những đức đi ra bên ngoài không còn một cái gì những đức mới thấy ra rằng nếu như nhân viên của một con người làm việc như những đức mà nếu nhìn thấu buông xuống ở trong cái ngôi nhà tam bảo đó đến lúc những đức buông ra mà có người thay thế những đức làm hết tất cả các việc tiền bạc vật chất nuôi người giải quyết hết đi để để những đức tu thôi mà những đức chỉ đem cái cái tư tưởng những đức chia sẻ ra cho cái cái đạo tràng thôi thì đúng là nơi đó đúng là vài chục năm sau chắc trở thành thánh địa thiệt quá Tại vì cái người này nó đã trải nghiệm qua hết Đến lúc họ bị nghỉ việc đi Đừng làm nữa Đừng dính tiền bạc gì hết luôn Để cho họ đem tư tưởng thôi Mỗi ngày tu Đem tư tưởng thôi Để hướng dẫn cái người trong nơi đó đạo tràng đó thôi Thì đúng là đạo tràng nó cực kỳ thịnh luôn Nhưng mà bản thân mình lại không buông được Tại đã dính vô công việc không kia mình buông hết Nghỉ hết tất cả để để tu thôi Không làm được Đúng là phàm phu Phật A-di-đà biết mình chịu tu Dứt sạch cho mình luôn để cho mình đi tu đi rồi mới đi ra ngoài tu rồi mới nhìn thấy được ô thì ra là như vậy nếu như không quý vị hộ trì cho một người tu mà chưa từng trải nghiệm qua làm việc này việc kia trải nghiệm qua danh lợi tiền bạc danh tiếng thì hộ trì người này cũng không được luôn vì khi hộ trì người này người này tu giết nó 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 lạc lỏng và cái cái chia sẻ Phật pháp của họ nó không có nhân sinh pháp để xuất thế gian pháp không có nó chỉ có sức thế gian Pháp mà không phù hợp vào Nhân sinh Pháp thì làm sao tiếp nhận được đây Nên có nhiều người người ta cũng nói Giải thoát mạnh vô cùng Nhưng quý vị không có làm được Vì họ không trải qua nhân sinh Pháp Cái nhân sinh là cái của mình quan trọng Mình đang ở Nhưng mà phải đem cái Pháp giải thoát đặt vào nhân sinh Pháp Thì tức khác cái Pháp đó người ta mới tiếp nhận được Và mới được lợi ích thật sự Nên gọi là Thỉnh người thiết pháp là một cái trí tuệ cực kỳ lớn mới có khả năng thỉnh người thiết pháp thỉnh thiết pháp làm sao mà cái pháp này đưa ra mà phù hợp con người Mà con người áp dụng được và tu được lợi ích được thì vì thỉnh được một người gì thì công đức vô lượng thật sự luôn đó là công đức vì cái này là cái nuôi dưỡng huệ mạng phù hợp nhân viên thì mới gọi là thỉnh người thiết pháp còn nếu như mà đụng ai cũng thỉnh thì cái này gieo duyên vậy thôi chứ nó không phải là thù thắng vì nó thành tạp duyên quý vị nó không thể nào đi đến một đời giải thoát được gọi là tạp duyên nên năm xưa thầy lý vĩnh nam khi ở đại chung thì biết rằng là rất nhiều người tuy ngày lý Việt nam là cư sĩ nhưng ông rất nổi tiếng rất nhiều người xuất gia người nổi tiếng đều đi ngang qua thì ông đến sân bay ông khuyến thỉnh về nơi ở của ông và đãi ăn cúng dường nhưng không bao giờ mờ lên thiết pháp dù là khai thị một đoạn ngăn những người đệ tử bên cạnh ngồi suy nghĩ ủa sao nhiều người giảng kinh thiết pháp giỏi như vậy mà Thầy Lý thỉnh về Đại cơm cúng dường Nhưng tuyệt đối không thỉnh khai thị Mọi người cũng thắc mắc Thì đại lão ở tự tình không ngày nói rằng Thầy sao không thỉnh họ thiết pháp một chút Khai thị một chút cho đại chúng nghe Thì thầy Lý Minh Nam nói rằng Các ông không hiểu Tôi gây dựng cho cái đại chúng này Tính nguyện niệm Phật cực kỳ khó khăn Còn người này Là người chuyên gì môn này Người này chuyên gì môn này Người này lại đa môn này Tôi thỉnh họ khai thị một đoạn thôi người bên ngoài nói ra làm dao động tâm của đại chúng nên tôi hộ trì cho cái đại hội chúng này họ như những con cá con nằm trong cái hồ tôi không thể nào để cho người tùy tiện đi câu đem ra ngoài được đem họ ra ngoài họ lội lạc lối cuối cùng không biết đường quay về nên tôi hộ trì họ bằng cách là chỉ có mờ họ đến đãi ăn cúng dường mờ đi Tiệc đó không khai thị. Nếu nhiều, nếu như tôi gặp một người tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, tôi sẽ mời người đó đến để khai thị. Đúng y như tư tưởng tôi thì khai thị được. Nên cái việc hộ trì tam bảo không đơn giản. Nếu như mà ngôi tam bảo nào mà nếu chuyên môn ngô thì ngôi tam bảo nó chắc chắn có cái thành tựu. Còn nếu như tứ tung lang tang thì hình thức chơi thôi. Nó không phải là giáo pháp thù thắng ở nơi đó. Nên cái quan trọng mà biết hộ trì cho đại chúng là cái quan trọng Nên ngày nào những đức cũng gây dựng tính nguyện cho quý vị 100% những đức chưa bao giờ kêu quý vị đi theo những đức Mà những đức khuyên quý vị là ở nơi nào tu ở nơi đó Và gây dựng tính nguyện và tin Đức Phật A Di Đà Bữa đó những đức có nói một câu nói rằng Quý vị nhớ trong mùa dịch không? Nếu như chúng ta bệnh đau và gần chết trong mùa dịch Không ai đến hộ niệm cho mình đâu Lúc đó sẽ biết tính nguyện bạn sao liền à? À, thường ngày Người ta có thể chạy đến giúp đỡ niệm Phật cho bạn Nhưng lúc mà bị bệnh dịch Không ai cho người đó đi đến niệm Phật cho bạn luôn Mà dù có cho đi chăng nữa Nhiều người cũng xanh mày xanh mặt Không dám đến luôn Bữa nay những đứa gặp nguyên một nhóm hộ niệm Họ nói rằng là đi hộ niệm mà còn cầm theo cục tỏi theo Thì quý vị nghĩ sao à? Nên quý vị tin vào ai mới là quan trọng nhất Tin vào ai với Đạo Phật Mà đã là tin ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật sẽ phái người tín nguyện đến giúp quý vị Quý vị tin 100% khi cặn tử nghiệp quý vị mà tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc Cặn tử nghiệp quý vị mà sắp sửa giảng sanh Thì Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm Hàng Thanh Chúng Sẽ đến và tiếng niệm Phật của họ sẽ bao quanh quý vị luôn sẽ chùm quý vị lại luôn Âm thanh niệm Phật đó của họ đó nghe quý vị Là âm thanh niệm Phật Lòng vào tính tâm của quý vị Đi sâu vào tâm khảm quý vị Và trong tâm quý vị phát cái câu vật hiệu Chứ không phải ở bên ngoài nữa mà tiếng niệm Phật của họ là tiếng niệm Phật như vậy đó Chứ không phải là tiếng niệm Phật của người bình thường mà ở bên ngoài View 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 ở ngoài đâu không phải đâu Mà tiếng niệm Phật của hàng thánh chúng là gì Lọt thẳng vào tâm can cái vị luôn Mà tiếng niệm Phật đó là ở đâu vị biết không Là quang minh Phật Ây Đà khi phóng quang nhiếp thọ quý vị Là tiếng niệm Phật đó nó lồng theo cái quang minh đó, đó. Tại vì cái quang minh nó không có cái gì trở ngại được hết chứ Khi quang minh mà phóng đến nơi nào là nơi đó như pha lê vậy đó Trong suốt luôn nó đó hoàn toàn thanh tịnh nên Quang Minh đã bóng ngay quý vị rồi là Thăng tâm quý vị hoàn toàn thanh tịnh Nên ngày Hạ Liên Cư là cư sĩ Hỏi tập bộ kinh Bộ lượng thọ Khi ngày giảng sanh là đứng giảng sanh Mà có người nói rằng là Ngài thăng thể Trong suốt như khoa lê Kinh chưa Nên từ nơi đó mà Khi Quang Minh Phật Di Đào đã soi gọi một người nào là thăng thể Trong như khoa lê Thanh tịnh vô cùng Nên tiếng niệm Phật đó lọt thẳng vào tâm tư quý vị luôn nên nâng cấp công phu quý vị lên 50% thành 8-90% công phu Tắc lực Nên tính nguyện quý vị là chắc chắn Tin ngay Phật A-di-đà Nên nếu như quý vị tính nguyện ngay vào A-di-đà Thì nhất định Phật A-di-đà Mà khoái người nào đến hộ niệm là chắc người đó luôn Còn nếu như không ai đi đến được Thì Phật A-di-đà phải đích thân đến Vì việc làm này là việc làm quan trọng của đời người Nên Phật A-di-đà Ngài phải đến Theo bổ nguyện đó Ngài phải đến không phải là Phật Ai Đà Ngài ở thế giới cực lạc đến đâu Mà là bổ nguyện của Ngài Nên Ngài khóa thăng khoăn thăng Để mà đến Nên gọi là vô hình vô tướng Không đến không đi Người đã tính nguyện niệm Phật Là tự tâm tự tính của quý vị Là bổ nguyện niệm Phật Mà bổ nguyện niệm Phật đó là nó sanh ra Phật Tiếp dẫn là ở đâu Là tự tánh Phật của quý vị sanh ra để tiếp dẫn quý vị cái này là cái quan trọng nhất của người tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc này quý vị. Rất quan trọng luôn Nên nếu mình mà tin ngay câu vật hiệu Thì thôi quá thù thắng Mà cực kỳ bình an luôn nó quý vị coi như cái ông mà ổng bị té xuống biển đó quý vị coi ổng không phải tính nguyện niệm phật thì quý vị mới biết được rằng đâu phải bị gặp nạn vì chứ niệm bồ tát quán thế âm là cứu khổ nhanh đâu mà phật a di đà ngay cũng như vậy luôn quý vị coi phật a di đà là bổn tôn thì gom tất cả những cái bổ nguyện bổn tôn gom tất cả bổ nguyện thì Bồ Tát Quán Thế Âm một phạm vi đó Bồ Tát Đại Thế Chí một phạm vi đó Nhưng mà đó là nhân sinh phù hợp Còn nếu như vị tin ngay Phật a Di Đà Thì cái việc cứu độ cũng không khác Quán Âm Cũng không khác Đại Thế Chí Vì Ngài là tổng thể hiểu không Ngài là tổng thể Còn Bồ Tát dù là cổ Phật thị hiện Nhưng còn một phẩm vô minh chư khóa còn Phật A Di Đà là hoàn toàn tổng thể nên tin ngay Phật A Di Đà là tổng thể đầy đủ hết trơn luôn. Nếu như tính nguyện ngay Phật Di Đà Dù kiếp nạn gì nếu thọ mạng chưa hết Thì nhất định sẽ được cứu độ Như cái ông đó thấy chưa Không phải tính nguyện gì Nhưng mà cái đặc biệt của ông khi ở dưới biển Trôi lên đên như vậy thì ông lại nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật Đó cũng là một cái biểu pháp để bị nhìn nhận đó Nên thời gian trôi mấy ngày mấy đêm như vậy Cá rỉa rồi Tùm lum người chân nhưng không chết Nên cuối cùng có người cứu ông Và ông kể rất rõ ràng với nhớ không Tự nhiên cho dưới biển mà ông cảm giác như ông đang đi lên đên ở dưới Có nghĩa là ông đang bước ở dưới cát Lên đên lên đên gì đó Còn lúc ông khát nước thì tự nhiên có người đem nước cho uống Người ta hỏi ông ai đem nước đến cho uống Ông nói không biết Nhưng mà cái cảm giác khi khát nước là có người đem nước cho uống Đó là bổ nguyện niệm Phật quý vị Tự nhiên cảm thấy uống nước biển mà nước đó trở thành không phải nước mặn nữa vì nhớ không? Có nghĩa là nước biển Ông uống vô Nhưng mà lúc ông khác là càng uống là ông uống nước không phải nước biển nhưng khi mà vị không khác mà nó ập vô mặt quý vị Không phải bổ nguyện thì vị lại uống nhầm nước mặn Cái nguyên lý là như vậy Nên Bồ Tát Quán Thế Âm Phật A Di Đà cũng vậy Khi mình niệm Bồ Tát Quán Tâm vô lửa thì lửa không cháy là nguyên lý gì Tại vì tâm từ bi vô chướng ngại Nên bước vào lửa nó tự nhiên Còn mình là có chướng ngại của tứ đại Nên bước vào lửa nó cháy gụi mình luôn Hiểu chưa Nên tư nó đó, đó còn các ngài là có bổ nguyện nên khi mình ở trong bổ nguyện mình ở trong bổ nguyện niệm phật tính nguyện kiên trì mà niệm thì dù mình bị lửa cháy mà mình niệm thì phật hay là ngày phóng quang mình không có lửa cháy nữa vì lúc đó thọ mạng mình đã đến rồi nên mình không có cảm giác của lửa cháy đốt mình vì phật đã phóng quang tiếp dẫn cái linh thức mình đi rồi còn cái thăng này là như một cú củi thôi nó cháy bình thường không còn đau đớn nhưng mà một con người không nương vào bổ nguyện niệm phật thì khi lửa cháy mình còn cái thời gian của thăng chung ấm bị đốt nên bản thân chúng ta bị đau khổ bị cháy trong lửa còn nếu như mà thọ mạng mình đến mà mình tính nguyện thì phật ấy đã trước thời gian đã phóng quang tiếp dẫn hương linh đi rồi nên còn cái thăng trong lửa cháy nên không đau đớn nên cái tính nguyện niệm phật là cực kỳ quan trọng xe đụng cái rầm banh sát nhưng không đau vì cái hồn được tiếp dẫn đi rồi nên cái xác không còn đau còn mình vậy tê 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 là cái gì là gì mình còn cái thăng cái hồn ở trong cái hồn ở trong thăng nên mình nhảy tê 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 chấp thăng nên khi đã chết rồi mà nó còn giật 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 Bởi vì thấy con ếch không Cắt gỗ nó lột da rồi Nó còn nhảy tưng 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 Vì cái linh thức chấp vào thang Nên ti nó bị cắt gỗ rồi Lột da rồi, mổ bụng rồi Nhưng mà nó nhảy tê tê, tê tê, tê tê là gì Tâm thức nó còn ở đó, nó chấp thăng Nên gọi là Giết bò, giết trâu, giết con vật Là cái cái thăng trung ấm nó theo mình Nó coi ai là người ăn thịt, nó ai là người giết nó Nó nhìn người nào là người si phước Rồi lúc đó nó mới tìm đến người đó còn người nào thịnh phước thì nó tránh đi nhưng nó chờ cơ hội chừng nào mình si phước thì nó sẽ đến Thầy lão và thượng tình không có giảng đâu này hết mà Đấy không nhưng các diện đạt của những đức thì nó có biểu cảm hơi sâu một chút nên cái gương mặt như đức nó nó nó, nó giảng pháp chia sẻ bằng pháp nó không phải như cái người khác từ bi nên cái bà kia bà nói rằng nhìn gương mặt thầy giống cô hồn quá <laughs> bà nói rõ ràng luôn bà nhắn tin bà nói vậy đó nói rằng là nhìn nhìn ông thầy bà nói là bà, bà biết Phật pháp rất nhiều năm và bà, bà nghe nhiều người giảng pháp lắm nhưng mà điều là dạy bố thí cúng dường công đức vô lượng này kia rồi thôi nhưng mà cuối cùng bà là lạng 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 lặng ở trên trên không chung á trên mạng không chung phải không thì tự nhiên bà thấy những đức chia sẻ Phật pháp mà để là cười gì đó gọi là cười rất răng gì đó bà nói cười gì mà tới rất răng dữ cái chân Bà bấm vô bà vừa nhìn những đứa có nói này Thầy mặt giống cô hồn ghê <laughs> Dạng mặt thứ ghét Bà nói, bà vừa nói gì xong bà nói gì Nhưng mà phải nghe Chịu không nổi tức quá, phải nghe Sao mà cười rớt ra Thì bà nghe bà cười quá trời cười Bà dính luôn quý vị Bà nói công nhận mặt cô hồn mà dễ thương ghê <laughs> dáng vui ghê, dễ thương ghê dáng mà lại, lại, lại ngay tim đen mình ghê chưa Giảng sao mà vô ngay tim đen mình Tại vì những đức cũng tim đen nên giảng ngay tim đen Còn nếu như những đức thấy cái tim những đức là tim vàng Thì những đức không thể nào đi vô tim đen vì được nên những đức phải đen giống quý vị Thì vô cái đen giống quý vị luôn Cuối cùng vô cho nó nó công phá trong đó luôn Cuối cùng bà tỉnh ngộ quý vị Bả tỉnh ngộ từ đó sao bả nghe những đức luôn vậy đó Khi mà những đức gặp nạn Thì bà nói bà khóc suốt mấy tuần sưng mắt hết trơn Có nghĩa là bà bị cảm ứng <laughs> Bị nhân Đức cảm đến bả rồi bả ứng lại là bả đau khổ đó quý vị, thương quá. Tại vì người này đã giúp mình tỉnh ngộ, mà bây giờ người này gặp nạn gì bả đau khổ, bả khóc suốt mấy tuần Rồi tự nhiên bả nghe lại như Đức nói chuyện cái bả hết khóc. <laughs> bà nhắn tin tin thoại mà nhắn mắc cười ghê bả nói cái động mà nhìn mặt như Đức giống cô hồn quý vị. Mà thật sự cái mặt như Đức như Đức coi mà như Đức còn thấy cô hồn thiệt không có ai chia sẻ một pháp mà nhìn cái mặt kinh kinh những đức mắt thì giáo giác giống ăn trộm người thấy không mà có kệ cái số mệnh mình sinh ra đời là như vậy rồi bây giờ điều chỉnh lại thì nó bị lé <laughs> để cho những đức nhìn tùm lum tùm la thì coi được chứ mà mà điều chỉnh lại một cái là bị lé cái vị nó 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 bị ngộ ngạo thì sao á nên những đức nào đó ở chùa những đức từng nói bị rất nhiều lần những đứa không có làm chủ trì chùa đâu vì bản thân đức, những đức những biết mình không thể nào mà làm chủ chùa được Hướng dẫn người tu tự nhiên thì được Tại vì trong hoàn cảnh nhân sinh những đức làm tự nhiên được Nhưng mà kêu những đức làm một ông thầy quay nghi giáo lực những đức không làm được Mấy những đức làm điều đó là nó sẽ đi ngược à Nó không giống những đức nó, Những đức là người phải để những đức tự nhiên đi Nó muốn đi thì sao đi Muốn chạy thì sao chạy Rồi nói chuyện thì cái miệng hả miệng nhỏ miệng lớn gì Để những đức thoải mái đi Vì mọi vì nghe về lại thích Cái những lúc quý vị được giải tỏa tâm tư Hoặc là xả chết Thấy nó nên 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 nhiều người cũng, cũng, cũng mê thấy chưa cái này là cái quan trọng là quý vị truyền tải học pháp thời đại nè phù hợp nè làm cho người ta không ngủ nên những đức nói ăn ngủ gì cũng không quan trọng bằng ngủ gục <laughs> quý vị, ăn ngủ tăng ăn ngủ gì cũng niệm phật được nhưng chỉ có ngủ gục là không niệm được thôi nó nên bây giờ đang ăn mặn hay ăn ngủ tăng gì cũng có thể niệm phật được Tại vì quý vị niệm được Nhưng chỉ có ngủ gục là chịu thua Ngủ gục sao niệm Hiểu <laughs> không quý vị Nên quý vị chỉ cần tỉnh mà niệm Phật được Thì ngủ tăng sẽ từ từ không ăn Thịt từ từ cũng không ăn luôn Nó chỉ có niệm Phật mới phát tâm từ bi Không ăn thịt không ăn ngủ tăng Nên ngủ gục là ghê nhất nghe vị Phải tỉnh nghe Phải làm sao cho người ta tỉnh Tỉnh rồi mới niệm Phật được Tỉnh mới nghe Pháp được Chứ bây giờ mình lên giảng thiệt là hay Nhưng mà giảng chút làm nè <laughs> Rồi làm sao đây Vì vậy làm sao nghe đây nên những Đức làm sao không biết biết bị tỉnh Tỉnh mà cười cười giống hai chồng Ngọc Sáng cười cười đó à, Thấy là hạnh phúc rồi thấy chưa Cái giờ đang cười đó là nó hạnh phúc rồi đó quý vị Cái giờ đang cười đây là hạnh phúc rồi chứ gì Nhưng mà những Đức chia sẻ Phật pháp có những người người ta cười xong ta dính luôn nha quý vị Giống mà Trần Lâm mà đang dính luôn rồi kìa Cười suốt luôn có thấy chưa nó Nên ông Trần Lâm ông thương nhiều là phải rồi tại bà cười nó thấy chưa chặt lâm xuất hiện liền thấy chưa nghe tôi chắc tới là xuất hiện liền thấy chưa <laughs> ông này làm như ông ổng cảm ứng hay sao nghe ông ở đâu gần đó mà nhắc cái chạy vô liền ghê thiệt chứ nó thấy không phải vậy thấy đặc biệt chưa niệm phật ngay gia đình gia đình hạnh phúc đặc biệt thiệt ha à, thôi chúc quý vị an lạc nha ai với đào phật ai với đào phật ai với đào phật